rằng vipakang pativesati na tang kammang katang sathu yang katavanutapati yatsa asu mukho rodang vipakang pativesati na tang kammang katang sathu yang katva anutapati yatsa asu mukho rodang vipakang pativesati. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục bản dịch của Ngài Minh Châu. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh lòng người. Đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt, lạy trời khóc mưa. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Phật Tha Giá. Còn xin được số mít à, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Sa thú lành thầy, cảm ơn quý. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thường tọa minh hạnh đại đức tự đức, kính lễ quý tu nữ, kính lễ cô Tham Ma Chari và kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn huynh. Dạ bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 67. Na tăng căm măng ca tăng sa thu văn ca toa tập ba ti và sa su mu khô rô đăng vi ba căm ba ti se qua ti na tăng căm măng ca tăng sa thu văn ca toa a nu ba ti và sa su mu khô rô đăng vi ba căn ba ti se qua ti na tăng căm măng các tăng xa thú văn các tòa anh nu tắc bát tí giác xa út giác xa át số mức khổ rô đăng ít ba căn bát tí xê quá tí. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, đảnh chịu quả dị thục. Na tăng căm măng các tăng xà thú văn các tòa anuttapatti yassa asum khoro đằng quy pa căn batti se vati. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh làm người. Đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt, lại trời khóc mưa. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ, kính mời chị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo. Đạo hữu trong môn bá mươi má tăng sa thú, văn cá toa á nú táp bá tí, giác xá át số bú cô rô đăng quý ba căn bá tí xê quá tí ná căn căm măng cá tăng xa thú
Dân cá tòa á nú táp bá tí Giá xá á số mú khô rô đăng Quý bà càng bá tí xê quá tí Ná tăng căm măng cá tăng xa thú Dân cá tòa á nú táp bá tí Giá xá á số mú khô rô đăng Quý bà càng bá tí xê quá tí Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá, phát sanh lòng người, đến khi quả dữ chín mùi. Lệ lạc mưa. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong và kính mời bà cô tu nữ thăm má cha đứng mời đạo mời quý vị nhé dạ. Dạ. Nam mô Phật Tha Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sang Tha Nhã. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Trần Đạo đã cho biết là nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ đại đức, xin đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng ảnh với nước nay mà con không được biết, cô tôi chào toàn thể quý vị. Dạ, xin dạ cảm ơn chú Phật Thánh ạ. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài Pháp Phụ Kinh, bài Pháp Phụ Kinh 67 ạ. Na tăng cam mang cả tăng xa thố giang can tòa á, nô tát ba tê, gia xa á, á su khô rô đăng, quý ba cam ba tê xê qua tê. Na tăng cam mang cả tăng xa thu Giang can toa anu tát ba tê Gia sa át nu khô rô đăng Quý ba cam ba tì xê qua tê Na tăng cam mang cả tăng xa thu Giang can toa anu tát ba tê Gia sa a su mu kho ro đăng quý ba tam ba tỳ xê va tê nghiệp làm không chánh thiện làm rồi sanh ăn năn mặt nhuốm lệ khóc than đánh chịu quả dị thục dạ đây là thủ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu ác nghiệp là nghiệp chẳng lành ăn năn hối quá phát sanh làm người đến khi quả giữ chín mồi nệ tuôn đầy mặt nệ trời khóc than đó là tập thơ của Hòa Thượng Giới Đức dạ yeah, con đã trả bài xong rồi xin mời cô Ái Minh nha sa thú lành thay nam mô bút ca giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá còn kính đảnh lễ ơn đức chư Phật kính đảnh lễ giáo pháp kính đảnh lễ ơn đức chư tăng còn kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng kính lễ quý tu nữ kính chào quý anh chị con chư ơn cô tự duyên cảm ơn chị Ngọc Quỳnh chị Trần Đạo cảm ơn huynh trưởng đã phát bài con xin phép được trả bài câu pháp cú số 67 Na tăng cầm mang ca tăng sa thú giang ca tòa anu tát ba ti ya sa a su mu khu ru đăng vi ba căn ba ti se va ti
Na tăng cầm măng ca tăng sa thú giang ca tờ nu tắp ba tí giác xa a su mu hồ rô đằng vi bà căng ba tí xê qua tí. Na tăng cầm măng ca tăng sa thú giang ca tờ nu tắp ba tí giác xa su mu hồ rô đằng vi bà căng ba tí. Xê quá tì, nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh năng năng, mặc nhóm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thuộc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Na tăng cam măng ca tăng sa thù, giang ca toa nú tập ba tì, gia sa su mu khu ru đăng, vi ba căng ba tì. Xê quá tì na tăng cầm măng ca tăng sa thú giang ca tòa nu tập ba tì gia sa a su mu hồ rô đăng vi ba căng ba tì. Xê quá tì ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh lòng người, đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt, lại trời khóc mưa. Khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Kính gửi mít lại đào tràng á. Dạ sa thù, kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bụt Tha. Dạ, và dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư chúng đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô ấy mình, cô tu nữ thầy duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy Thích Tâm Phương vào đạo tràng và Thích Thanh Kiếm. Dạ mời bàn tay nhị vị ạ. Dạ con xin sám hối. Dạ mời Thích Tâm Phương, mời Thích Thanh Kiếm đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Alo, dạ mời Tâm Phương. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ vào nãy giờ mà lo chuyện Việt Nam đó, bây giờ chị mới quay qua lại. Dạ con xin đọc bài kệ số 67, con kính đảnh lễ ngài Minh Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ. Dạ con xin đọc hết giờ rồi. Na tăng khâm măng ca tăng sa thú văn cách tòa anu tắc ba tí giác xa an sâm a su mu khô yô đăng quý bà khâm ba tí xê quá tí. Dạ nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặc nhóm lệ khóc than, lãnh chịu quả thị thục ấy dị thục. Dạ đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh lòng người, đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt, lại trời khóc mưa. Dạ đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. Nà tăng khâm măng cà tăng sa thu giang canh toa anu tập ba ti và sa an su mùi khô vô đắng vi pa khâm ba ti se ba ti na tăng khâm măng ca tăng sa thù yang ca kinh toa anu tập ba ti dành xa anh xâm vô khổ vô đắng quý ba khâm ba ti quê xa tiên. Dạ con đã đọc và kệ xăm câu phúc cuối số 67. Dạ mấy mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thủ, sa thủ kính cảm ơn Thích Tam Phương. Nam mô Bụt Tha. Dạ
Dạ, Thành Kiếm ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Có thể ôn bài không cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Tại vì Thượng Tọa Tuệ Quyền sẽ vô hơi trễ một chút. Do sư còn đang bận tụng kinh. Dạ, mời Thành Kiếm nha, cứ tự nhiên. Không sao hết, sư sẽ vào trễ. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đồng hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 67. Na tằng cầm mằng ca tằng xà thu dằng cách tòa anu tập ba ti giáp sa ác su môn khổ tầm rồ đằng quy bà càng ba ti xề quá ti. Dạ, con đọc lại. Na tằng mằng cách tằng, ủa sai rồi. Na tằng cầm mằng ca tằng sa tăng cát tòa anu tập ba ti yat sa at su môn khổ đồ đằng quy bà càng ba ti sề quá ti. Dạ, ơn xin kệ. Na tăng cam mang ca tăng sa thô giang ca tòa anu tập ba ti yat sa an su môn mô phong quỳ ba cầm ba ti quỳ tì. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặc nhóm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Bản dịch của Hòa Thượng Thanh Châu. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn quả hối hối quá phát sanh lòng người, đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt lại trời khóc mưa. Là bản này là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con trả bài xong ạ. Kính xin trao mít lại cho đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, sa thú kính cảm ơn xin Thành Kiểm. Nam Mô Bích Thà Giá, xin Tina có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Tina ơi, alo, Tina ơi, được ân huệ nè. Có nghe không? Có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Alo, alo. Do đạo tràng không nghe được hay sao? Không thấy tín hiệu gì hết. Dạ, không có tín hiệu của Tina và Nhật Quỳnh, xin được ôn bài. Dạ, nếu mà, dạ cảm ơn muôn mở, nếu mà Tina có nghe và có thể ôn bài được thì đưa bàn tay Nhật Quỳnh nhường mic nha Tina nha. Tại vì trước khi vào học thì Thượng Tọa Tuệ Quyền có gọi cho Nhật Quỳnh rồi. Dạ, sư lên tụng kinh, rồi sư mới xuống được, nên vào hơi trễ. Nên đạo tràng chúng ta có thể ôn bài một cách thoải mái. Dạ, Tina có nghe được không? Dạ, cảm ơn Minh Bá Thanh Á cho bài học. Dạ, không có bàn tay Tina, nhưng mình xin ôn bài ạ. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu dân ca tò anu tập bát ti gia sa a su mu khô rộ đăng vi bà căng bát ti xê bát ti. Na tăng cầm măng cát tăng xà thuộc dân cát tà anu tập bát ti giác xà a su mu khô rộ đằng vi bà căng bát ti xê quá ti. Na tăng cầm măng cát tăng xà thuộc dân cát tà anu tập bát ti giác xà a su mu khô rộ đằng vi bà căng bát ti xê quá ti. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mắt nhóm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục.
Dạ, đây là bản tiếng ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na tăng căm măng ca tăng sa thu dặn ca to a nụ tập ba ti và sa a su mù khô sô đăng bị ba căn ba tì xê qua ti. Na tăng căm măng ca tăng sa thu dặn ca to a nụ tập ba ti và sa a su mù khô sô đăng quỷ ba căn ba tỳ xê qua tỳ. Na tăng căm măng ca tăng sa thu dặn ca to a nụ tập ba tỳ và sa a su mù khô rô đăng quỷ ba căn ba tỳ xê qua tỳ. Ác nghiệp đại nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh lòng người, đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt lại trời khóc mưa. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhục Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính chào tôi là vị nhé. Mến chào Sích Quang Nguyệt vừa vào đạo tràng. Dạ, cũng trễ lắm rồi, thôi Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng, rồi Nhật Bình thỉnh Pháp Sư để khi sư vào thì đạo tràng chúng ta không có mất thời gian. Dạ, sa thú thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 67. Cảm ơn Sích Trần Đạo Vinh Quát Tha Ná, Cẩm Vân, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Viên, cô Ái Minh, Sích Tam Phương, Sích Thành Kiểm đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, Nhật Quỳnh thấy thượng tọa vào rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tệ Viên. Vừa quan năm giao đạo tràng, dạ chúng con cố gắng kéo dài thời gian để chờ sư vào bạch sư. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tuệ Viên giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc và ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là Nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Viên từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 68. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Dạ, sư có nghe được âm thanh chứ con không bạch sư. Sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Dạ, sa thú đành thay con kính dâng mít đến sư ạ.
mô Bố Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng, được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Đại chúng, mình sẽ bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawanta Apiwade Misokato Phakkawata Thammo Thammang Namasa Misopatipanno Phakkawato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tán giới đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đến cho tôn đức tăng quý tôn đức cùng cho phật tử luôn được an lạc trong danh pháp Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, xin lỗi, cáo lỗi vì chú vị quý đạo chờ trong giây lát, bởi vì chúng tôi phải có cái thời kinh vào buổi tối. Dạ, cần kề cái giờ chúng ta. Lẽ ra thì những ngày trước thì nó sẽ đọc còn nhiều hơn nữa, nhưng ngày hôm nay chúng ta đọc ngắn bớt hơn. Dạ, bây giờ thì chúng ta học cái câu số cuối số 68. Bây giờ thì câu số 68 này thì chúng ta thấy có là tên chức căn mang cách tăng sa thu dân dân cá tòa na na nút tập bát tý giá sấp pi bát tý tô sumano quý ba căn bát tý quế sát tý. Chakamang, chữ tên Chakamang tên chất đây là một, nó như là một cái trạng từ, cái chữ cam má đó tức là cái việc làm, cái hành động, hay là chúng ta gọi là cái nghiệp. Cách tăng đây là một cái từ mà nó như là một cái hành động, tức là cái chữ ba má, cái chữ cấm mát, tức là nói lên một cái việc làm hay là một cái chuyện gì đó. Và như chúng ta biết cái chữ xa thú là nó cũng là một trạng từ, tan trái cũng vậy, cấm mát. Cá toa đây tức là quá khứ phân từ, tức là bất biến quá khứ phân từ từ cái chữ cá rá tí tức là hành động, là việc làm. Dạ đúng vậy, nó là cái một trạng từ thôi, xa thú tức là hay là lành thai tốt đẹp đó, nói đúng cái sự. Dạ, còn chữ văn là một đại từ, tức là làm nói đến một cái như là cái việc làm gì đó, một cái hành động nào đó. Sao cái hành động đó đã làm văn cá to na nút bắt tóc bắt tí, thì có nghĩa là việc lành hay là hành động thiện á, hành động tức việc làm hay là hành động, từ cái chữ cũng từ chữ căm mát mà. À, nó từ cái chữ, nó đây là một hợp âm rất là nhiều, từ cái chữ ba tát tí, ba tí tô là từ cái chữ ba tí cộng với quý cộng với á, nó một quá khứ phân từ, tức là đã được vừa lòng, đã được hoan hỷ. À, cái chữ ba tí nó có nghĩa là trở về nữa. Dạ, rồi cái chữ giá xá nó dễ rồi, giá xá nó nhiều một cái trạng từ vậy đó. Dạ. Rồi cái chữ sumano đây là một cái chữ cộng chữ số cộng aná mà đẹp hay là thích. Thường thường á, cái tên pháp danh mình là lấy cái chữ số, là số, ví dụ như là sukusalo tức là diệu thiện, rồi diệu tâm, xuất chích tá, rồi vân vân, thì đó chính là một cái lấy cái chữ số này nói lên cái điều tốt đẹp, nó là một tiếp đầu ngữ. Và chữ namá nghĩa là tâm ý, maná đây là Manát, đây là cái danh từ trung tính, và đã tâm ý. Thì bây giờ chúng ta dịch được có nghĩa là, tức là việc gì mà sau khi làm mà không bị cái sự hối hận, không bị cái sự hối hận, không bị cái
cái sự cái chữ mà na tapati từ cái căn đó đó, hồi nãy chúng đó là cái căn mà đã được vừa lòng mà không có hối hận, không có có bực bội, không khó chịu đó, thì cái quả thành tựu của cái người đấy vừa lòng và thích ý thì việc ấy đã được làm một cách tốt đẹp, hay là việc làm và nghiệp làm chánh thiện làm rồi không ăn năn hoan hỷ đẹp ý lòng hưởng thọ quả dị thục của hòa thượng bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành thỏa thích mát mẻ phát sanh trong người đến khi lạc báo chín mùi thọ hưởng quả phúc nói cười hân hoan của hòa thượng Giới Đức. Dạ thì đây tức là cái duyên sự nó chỉ cái thức nghĩa nó là như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào cái duyên sự của cái kinh. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái bài kinh, cái duyên sự này hết sức là quan hỷ. Nó đến một cái người làm vườn gọi là Sumanát. Khi Đức Phật ngài ở Trúc Lâm Tịnh Xá, nói về cái người làm vườn Sumanát, thì cái người làm vườn này có cái trách nhiệm mỗi ngày, người làm vườn phải đem đến cho vua 8 cái bó hoa, cái hoa một cái tiêu luật, tiêu luật hoa lại đó, đi cho hoa nhài đó, và nhận được 8 cái đồng tiền của mỗi bó. Nhưng cái này là buộc phải đem đến cho vua. Nhưng một hôm á, hoa bồ thành á, người ta thấy Đức Phật đang đi khất thực cùng với chúng tỳ kheo đông đảo với cái hào quang 6 màu đại hùng đại lực của một vị Phật tổ, thì nhìn thấy anh ta nhìn thấy Đức Phật như là một khối ngọc, như một khối vàng rồng vậy đó, với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một bậc đại nhân, mà lòng quan hỷ quá mà phân vân trong lòng không biết làm sao đây, bây giờ phải cúng dường cho Phật. Thì tự nhiên ông ta mới chợt nhớ, à giờ mình đang có một số hoa mà chuẩn bị đem đến cho vua, đồng ta muốn cúng Phật. Như điều mà trong lòng suy nghĩ, nếu như mà không đem cho vua thì cái nguy hại nó rất là lớn, có thể là bỏ cầm tù, giết chết hoặc trục xuất khỏi nước vân vân, nếu mà không đem đến cho vua. Và bây giờ ta muốn dâng cúng cho Phật, rồi ta mới suy nghĩ, bây giờ ta đem cho vua đó, chúng ta chỉ nhận nguyên cái đồng tiền thôi, giỏi lắm thì chỉ là nhận đồng tiền kéo dài sự sống trục đỉnh vậy thôi. Ở trong kiếp này, nếu mà dâng cúng, nếu chúng ta dâng cúng được, nếu mà mình dâng cúng cho Phật đó, mình sẽ được an lạc, rồi mình sẽ được rất là nhiều cái thiện lành. Thì tâm ông ta có cái thiện tâm như vậy, do đó người làm vườn này với cái tâm quan nghĩ, bây giờ dẫu cho chết cũng làm, tức là thôi kệ, xem như mình dâng cái mạng sống này của mình cho Phật. Mà cái niềm tin, cái quan nghĩ đó đó, anh ta làm, anh ta quyết định, anh ta cúng những cái bó hoa này cho Phật. Anh ta tung hoa lên, ban đầu hai cái bó hoa nó lơ lửng trên đầu Phật, nó như là một bảo cái. Hai bó tiếp theo á, nó bên phải, mà hai bó phía sau nó bên trái, và rủ xuống như một cái tấm màn, và các cái bó hoa sau nó bao bọc Đức Thế Tôn từ phía trước phía sau, hướng như là một cái cánh hoa hướng vào trong trước mặt Phật, nó như là một cái cổng chào mà nó xung quanh nó được như cái phiến bạc như vậy. Khi mà hoa tung lên, nó như là một cái sự sắp đặt, nó như là một cái sự bài trí của một cái người nào đó, mà nó không rơi xuống. Đức Phật ngày đi thì nó cứ như là một cái ở trên hư không, và nguyên cái hoa nó sắp như là một cái cổng chào ở phía sau trước mặt gì đó đi theo Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, và lúc đó hào quang của Phật nó sáng ngời, rực sáng. Khi gặp ai cũng đều hết sức là hoan hỷ và nhiễu vòng quanh để cúng dường Phật.
cả thành rất là náo động, thấy những cái hiện tượng người dân kéo đến để đảnh lễ, để cúng dường. Và lúc đó Đức Phật Ngài rống lên tiếng rống sư tử, vẫy lên hàng ngàn mảnh vải. Những cái đám đông đó nhiễu hành ta cúng dường vải, cúng dường đồ cho Ngài, bắt đầu vải lên. Thì lúc đó đó nó như là một cái lễ hội lớn lao, và nó bắt đầu diễu hành trước mặt Phật vậy, để biểu dương những cái hành động. Và Đức Phật Ngài dùng cái thần lực để làm cho những cái cánh hoa đó, những cái tấm vải đó nó đẹp đẽ, và cũng như để biểu dương cái hành động của tân quý của cái người làm vườn này. Và Thế Tôn tiếp tục đi quanh thành, đi qua thành khoảng 30 dặm. Và toàn thân cái người thanh niên này tràn ngập hoan hỷ, và anh ta đi theo Đức Phật ở một khúc đường. Tương tán và đảnh lễ Đức Phật. Và sau đó riêng anh ta thì đã đi về, còn Đức Phật vẫn tiếp tục đi. Anh ta kể lại chuyện cho vợ nghe. Vợ anh ta là một người ngu si, rất là sợ chết, nghĩ rằng nếu như làm như thế thì thế nào vua cũng sẽ giáng tội cho cô ta. Và thế là cô ta mới mang con của mình vào cung gặp vua, và kể về cái việc làm tuyên bố của chồng mình như thế. Thì chính thưa quý vị, ở quê Lũ Quê Ná thì đó chính là cái chỗ của vua Bình Sa Vương, là thánh đệ tử Phật mà vị này chứng tu đầu quần, cho nên vừa hiểu biết được cái việc đó. Những điều mà thấy nghĩ, ủa tại sao mà cái người vợ này, người đàn bà này, vợ của chàng thanh niên này, Xuân Hoa Ná này, sao mà cái tâm ngu si thế? Một việc làm xứng đáng như vậy mà tại sao cô ta lại sợ sệt như vậy? Thì vua mới giả vờ giận, mới quát lớn: tại sao không đem hoa đến cho ta mà lại cho Đức Phật ạ? Và vua hét lên và mắng nhất, thì mới đuổi cô ta ra bên ngoài. Và sau đó Đức vua đi thẳng đến để gặp Phật, để đảnh lễ Phật. Biết Phật, Phật biết được cái tâm vua nó đang là một người có đầy đủ cái niềm tin, đang an bình. Và thế là, và lúc đó đó cái hoa nó vẫn còn, cái bước đi của Phật, hoa vẫn là cung đón, coi như là như một cái làm đẹp Đức Phật. Thì Đức vua đi đến đảnh lễ Phật và thỉnh Đức Phật vào hoàng cung, ngồi trên hoàng cung. Và lúc đó, kính thưa quý vị, giữa đại chúng, khi mà Đức Phật đi vào hoàng cung thì lúc đó dân chúng không còn thấy nữa, là đã đi vào trong đó rồi. Thì Đức Phật Ngài mới tán thán cái công hạnh của người tốt đẹp. Mà người thường có cái tâm tốt đẹp như vậy á, có đôi khi cũng bị người ta đố kỵ, đó chính là vợ của mình. Thì Đức vua thỉnh Đức Phật và tăng đoàn vào bên trong hoàng cung, và thỉnh các ngài tọa thực tại đó. Thì sau khi Đức Phật Ngài quay về, thì Ngài A Nan mới hỏi. Thầy xin lỗi, trước khi mà Đức Phật ra về thì hỏi thăm, thầy vua mới hỏi thăm cái người thanh niên đó. Và vua rất là hoan hỷ, vua khen tán thán và ban thưởng cho anh ta. Mà trong kinh ghi tức là thưởng 8 voi, 8 ngựa, 8 gia nhân, 8 nữ tỳ, 8 bộ châu báu lộc đẩy và 8.000 đồng tiền. Bởi vì như là 8 cái bó hoa mà đã dâng lên, và 8 cung nữ ở trong cung trang điểm, và để ban thưởng cho anh ta. Riêng về vị trưởng lão A Nan khi nghe những cái tiếng mà quan hỷ của đại chúng từ sáng từ giờ trở ở trong thành, thì Ngài A Nan cũng thắc mắc, mới hỏi: người làm vườn được cái phước gì, được cái kết quả gì? Thì Đức Phật Ngài nói: này A Nan, cái người làm vườn không phải là một việc nhỏ, mà anh ta là
anh ta đã cúng dường cái mạng sống cho ta và xưng tán ta vì một niềm tin nơi Phật. Chắc chắn rằng người này không bao giờ rơi vào cái khổ cảnh suốt trăm ngàn kiếp, mà con đường hưởng phúc lạc ở cõi người và cõi trời là sẽ, và sẽ thành một vị Phật độc giác trong tương lai tên là Sumana. Thì Đức Phật ngày sau khi xong trả lời cho A Nan xong thì vào buổi chiều các thầy tỳ kheo cũng bàn tán, và Đức Phật đi đến pháp đường và ngày ngồi cái chỗ mà đã được soạn sẵn, và Đức Phật ngày xác nhận đúng như vậy. Này các tỳ kheo, chỉ lên làm việc gì mà đừng ân hận khi nhớ lại cái tâm hân hoan, làm việc gì đó mà không có sự hối tiếc, không có cái sự tiếc nuối, không có cái tâm keo kiệt, cái tâm bỏng sẻn, cái tâm hối hận á, mà có cái tâm hoan hỷ á, thì phước báo rất là to lớn. Và Đức Phật ngài nói, và nghiệp lành chánh thiện làm rồi không ăn năn hoan hỷ đẹp ý lòng, hưởng được quả gì tục. Thì kính thưa quý vị, qua cái này để nhắc cho chúng ta những cái việc gì. Điều thứ nhất á, chúng ta chưa có một niềm tin vững chắc, mà đứng trên cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong đây không có nói, không có kể là cái tiền kiếp về quá khứ của chú Mã Ná này, nhưng chú Mã Ná cũng đã có một cái niềm tin từ tiền thân, cho nên rất là hữu duyên khi mà được gặp Phật như vậy. Ở trong cuộc đời này, cái của cho nó tuy là tơ tóc, tuy nó không có phải làm cái gì lớn lao, nhưng cái nghĩa, cái sự đó, cái nghĩa, cái lý đó thì hình trùng mà chúng ta nói, của anh tiên tơ tóc mà nghĩa so hình trùng, có nghĩa là sao? Nó đánh đổi cả một cái mạng sống, đánh đổi cả một cái công sức của người. Như chúng ta nhớ mà tích người manh khố che thân cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền, thì cũng là cái tiền tích này, là Sumana này vậy đó. Như là cúng dường đến Đức Phật thì quả sanh được nhãn tiền. Bởi vì sao vậy? Manh khố che thân, không có cái gì hết, chỉ có manh khố, thì cũng bỏ cái manh khố luôn. Dạ, thì ở chính cái điều đó nó lên cái đại thiện, cái đại tâm, một cái việc làm nó quá sức. Cũng như người thanh niên xuống mắt, người làm vườn xuống mắt này đã cúng dường đến Đức Phật, không phải những bông hoa được hương thơm, được thọ hưởng cái quả lớn, mà chính là nó bị một cái điều kiện, nếu không đem vào vua thì sẽ như thế nào. Ở đây kính thưa quý vị, trong cuộc đời này chúng ta làm các việc thiện, các việc lành, nhưng hãy nhớ cúng dường tam bảo là tối thượng. Có một số người ta hiểu về cái nghiệp quả đó, không hiểu về cái nghiệp quả đó. Người ta không hiểu nghiệp quả một cách rõ ràng. Người ta cho nghĩ rằng tại sao mà cúng Phật hay là cúng tam bảo để làm chi? Để người ta thà người ta đi làm các cái việc từ thiện, hay ở cái nơi trại mồ côi, cứu tế, cứu đói gì đó, cái đó là việc thiện, làm có việc thiện. Nhưng cái việc thiện đó nó không phải là một việc, nó không là một việc cao cả. Một việc cao cả đó chính là được cúng dường, được tôn tạo đến tam bảo, làm cái phủ phước mà duyên phước rất lớn. Cái thứ hai nói đến cái gì, một cái giá trị tuy nó nhỏ, tuy mọi việc chúng ta thấy là nhỏ nhưng nó không nhỏ đâu. Từng những miếng cơm manh áo của Phật tử bao đời nay để cúng dường đến cho tam bảo, đó chính là một điều mà hết sức tốt đẹp. Cũng như cái người dân xứ Miến Điện mà Phật giáo, như là những người Phật tử đó, họ nghĩ rằng một ngày như vậy đó họ cúng dường, họ luôn luôn nuôi dưỡng cái nguồn mạch của tam bảo, một phần họ sống, một phần là để lo cho gia đình, rồi một phần là của tam bảo. Nó có tinh thần hay như vậy. Và có tinh thần thứ hai nữa, các cái nước quốc giáo đó, ta mỗi ngày có một công đức,
để tôn tạo đến Tam Bảo. Thì kính thưa quý vị, không có một cái phước báo nào cho bằng chúng ta cúng dường tới cho Phật. Chàng thanh niên, chàng người làm vườn xuống bên á này thật sự là phước báo. Bởi vì cúng dường, chúng ta cúng dường được cho Phật rồi thì quả báo vô lượng công đức. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, người ta cúng miếng cơm, miếng bánh đến cho Phật, không phải là mong Phật ăn, nhưng khởi lên những thiện tâm. Quý vị biết như lắm không? Khởi lên những cái thiện tâm. Trước khi quý vị với một chén cơm, chúng ta lên tâm chúng ta chỉ thành kính, chúng con xin cúng dường đến Phật, cúng dường đến Tam Bảo. Chúng ta khởi lên ý nghĩ đó được rồi, tại sao đó chúng ta ăn, chúng ta cũng vô lượng công đức nữa. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ nha. Tức là một món cơm này, mình chỉ ăn cơm này thì thành tâm cúng dường cho Phật, cúng dường cho Tam Bảo. Cái thiện tâm nó khởi lên không có đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì đây tức là miếng cơm manh áo này. Rồi cũng vậy, mình có một cái áo mới, cái vải mới đó, mình thành tâm mình cúng dường Tam Bảo bằng cái tâm mình được rồi. Rồi quý vị có thể sử dụng, quý vị có thể ăn được cái đó, nhưng để được khởi lên cái tâm mà làm một cách thường xuyên như vậy thì rất là tốt đẹp. Làm nhiều lần như vậy, quả chăng chúng ta được một cái thiện tâm để chúng ta bắt cầu trong tương lai chúng ta có thể Đức Phật hay là chư hiền thánh tăng, để chúng ta có thể cúng dường một cách cao cả, một cách phước báo vô lượng. Một cái sự đánh đổi ở đây, nó một sự đánh đổi. Kính thưa đại chúng, mình nhớ cái sự đánh đổi, chúng ta phải có một cái niềm tin, phải có một cái quả cảm so sánh giữa cái mạng của chúng ta. Xin lỗi chứ bây giờ chúng ta nói chúng ta có cái niềm tin, chúng ta làm phước, cái tâm của chúng ta làm phước, nó bị nhiều cái lắm. Chúng ta làm cho nó kể có chút gì để nhớ để thương, chứ sự thật ra có ai mà dám làm mà 1, 2, 3 mà làm coi như hết cái tài sản của mình, quá hiếm lắm. Như là Anathapindika thì rất là khó, rất là hiếm người như thế. Người ta làm cho nó nói mà không còn cái gì cũng dám làm, nhưng tâm vẫn hoan hỷ, không có hối hận. Còn đôi khi chúng ta làm một cái việc mà một cái tài sản nó lớn như tiền bạc quá lớn, thì nhưng chúng ta hối hận, mà cái tâm hối như vậy nó rất là tiếc, chúng ta sẽ giảm cái phước. Mà khi làm không hối hận, không sợ hãi, ở đây chúng ta nói không hối hận, không sợ hãi. Bởi vì chúng tôi thường thường nói đây không phải là như là một tinh thần khủng bố, nhưng điều mà là một cái tâm quả cảm. Mình nguyện mình cúng dường tinh thần thể xác này cho Tam Bảo, cho Phật, không sợ nguy nan. Cần là chúng ta sẵn sàng. Quý vị thử suy nghĩ để bảo tồn đạo pháp, để gìn giữ Phật pháp, để xuyển dương Phật pháp, để cống hiến Phật pháp. Nếu như hy sinh mạng sống này, chúng ta cũng chấp nhận. Tập một cái hùng tâm dũng khí. Kính thưa đại chúng, chúng tôi muốn nói tại hãy tập một cái tâm hùng tâm dũng khí như vậy, mình dám chết cho đạo. Để được cái gì? Để đạo được tồn vong, để đạo được tốt đẹp. Ở đây muốn nói như vậy, chứ không phải là chết như vậy rồi cái Phật độ mình, chết như là Phật chết mình, không phải như vậy. Mà chính là khởi lên một cái niềm tin chúng ta vững chắc. Như cái công đức mà quý vị biết là công đức mà ngày xưa người ta đúc chuông á, người ta cắt máu để cúng dường. Cái này cũng cái hay đó. Tại vì nó có một điều rất là ở trong cái nghệ thuật cứ như đuông đó, nó phải có vàng và nó phải có máu như thế nào đó thì không biết, những điều mà đại khái là cái tinh thần người ta làm như vậy. Nhưng thử một chút xíu coi, chúng ta cầm hay hoặc là cho ai chích một miếng máu, chúng ta không sợ, chúng ta có cái tâm bình tĩnh để cúng cho dân cho Phật, được không quý vị? Được chứ. Nhưng chúng ta phải tập một hùng tâm dũng khí kìa. Và đến khi cả mạng sống này cũng được, mà người đó phải tin có cái đời sau, tin có cái quả phước, cho nên chúng ta không sợ.
Chứ nào là chúng ta sợ sệt vợ chồng con cái nó phải khổ sở như thế này, tất cả là cái nghiệp duyên ở trong cuộc đời này. Bây giờ có mặt mình không có mặt mình, nó cũng sống tiếp, và nếu như nó không có đủ duyên thì cũng chết. Những người thân của chúng ta cũng ra đi, mà mỗi người có cái nghiệp riêng, và chúng ta đến đây không có cái gì và ra đi cũng cũng không có mang theo ai đâu, thì tại sao chúng ta không dẫn hướng hướng đạo cái niềm tin của mình để mà chúng ta hướng tâm về Tam Bảo? Chúng tôi không dám nói là mình hùng tâm dũng khí đâu, nhưng chúng tôi cũng như là một lời nhắc nhở cho mình. Chúng tôi nói đến quý vị nghe cũng như là một sự nhắc nhở cho chính mình. Và từ chỗ đó, người mà người có một niềm tin kính kính tin nơi Phật á, thì chúng ta sẽ kính kính nơi Pháp, nơi lời dạy của Phật. Cái điều này đặc biệt các quý vị mới kính tin được, mới nghe lời Phật dạy được. Và đó chính là chúng ta thừa hành cái Phật Pháp. Cái đấy là một sự cúng dường. Cái thứ hai, khi chúng ta tin Phật thì chúng ta tin giáo pháp và chúng ta tin tăng dạy. Khi tin Phật thì chúng ta mới nghe những cái lời thuyết giảng, nghe những cái lời dạy của Ngài, và chúng ta thực hành những lời dạy của Ngài. Và là người kính Phật phải trọng tăng. Chứ còn có nhiều người nó không trọng tăng thì là cái niềm tin đó nó có vấn đề. Ở đây cái niềm tin Tam Bảo bây giờ đó, chúng ta nhớ ông tu đắc bà tu bà đắc, chuyện giá trị tốt đẹp của tăng già là môn thuở, còn những vị tăng mới làm chuyện khác. Giá trị tịnh thanh bốn đôi tám chúng các bậc chúng trung tôn đó là tuyệt đối trong cuộc đời, chứ chúng ta không lấy cá thể ra rồi chúng ta quơ đũa khả năng cũng được. Và đây là một điều hết sức là cẩn thận. Khi thiện tâm chúng ta khởi lên là tốt, hãy giữ gìn cái thiện tâm của mình, đừng có để nó dao động, đừng có để nó mất đi. Và có một lần chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi đã thuyết coi như là khi mà chúng ta đã cúng dường đến Tam Bảo thì chắc chắn là chúng ta gửi một ngân hàng nơi Phật. Chúng ta gửi ngân hàng Phật nó bảo đảm nhất. Và cũng chính là ở cái nơi mà chúng ta có một cái thành tâm, đừng để nó mất đi cái điều kiện, cái hoàn cảnh mà chúng ta làm các cái thiện sự. Chúng ta nhớ ngày xưa như ngày Xá Lợi Phất cùng tăng đoàn tham dự một cái lễ cúng dường của một bà, của một bà mệnh phụ đó. Thì trong khi mà lúc mà cúng dường để thết đãi, chứ coi như cúng dường chưa tăng á, mà ta dọn dẹp chúng ta mới làm vỡ một cái tách rất là quý. Thì ngài Xá Lợi Phất mới khéo nhắc cho bà ta biết rằng bà ta phải biết trân quý cái việc làm lành của mình, đừng có ngại chi một cái vật vô tri vô giác kia, dầu cho nó quý giá nhưng nó không quý cho bằng là việc phước đang làm. Thì bà mới nghe lời ngài Xá Lợi Phất và bảo rằng: bạch tôn giả, chuyện đó đối với con nó rất là nhẹ nhàng. Đang khi cúng dường đây, con được tin từ xa báo về chồng con đã tử trận, nhưng con vẫn bình tâm để quan hệ với việc lành của mình đang làm. Thì đức ngài Xá Lợi Phất tán thán cái tâm mà bình thản, cái tâm mà tốt đẹp của cô bà mệnh phụ này. Qua cái việc đó cho chúng ta thấy, dạy chỉ chúng ta một điều: chúng ta không sợ, cái việc gì tới sẽ tới. Chứ nếu như mà trường hợp mà đang làm phước mà chúng ta nghe cái tin mà người thân của chúng ta có một chuyện gì thôi là chúng ta trở bộ liền. Như vậy thì nó rất là tiếc. Chuyện gì nó tới, chuyện gì tính nó tính. Khi chúng ta có thể cố gắng trong một thời gian đó, sau đó là việc phước rồi chúng ta giải quyết. Hay là cái đó là cái sự khó khăn nó khi mà nó nghịch đạo nó tới đó. Hay hoặc là đang khi làm việc làm phước chúng ta bị một cái trở ngại gì đó, khách quan gì đó làm tâm chúng ta nó bực bội, thì cũng cố gắng vượt qua. Cái chỗ này nó quan trọng nè. Thí dụ như mình làm những cái tự nhiên cái có một người nào đó làm cho mình bực bội, mình phật biết bực bội khó chịu thì mình cũng vượt qua. Hay là cái buổi lễ nó không diễn tiếp như ý của mình muốn thì chúng ta cũng tùy duyên nữa. Nhiều khi chúng ta muốn như vậy nhưng nó không được như ý mình,
thì chúng ta cũng biết à, nó không sao, làm sao mà nó có cái sự cúng dường là được rồi. Chúng ta đã thành tựu được cái sự cúng dường này nó trọn vẹn rồi. Có một điều rất là hay, người dân xứ Quốc Giáo cũng chỉ cho ta một điều á, mỗi người á, người ta chỉ biết cúng dường mà tất nhiên mà chưa tăng đã nhận là sáng suốt lành thay. Quý vị biết một vị đi khất thực như vậy, mười người ăn chưa hết nhưng họ cũng vẫn cúng dường. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nghĩ rằng cái hành động hộ pháp họ đủ phước báo rồi. Cũng vậy, tâm của chúng ta đã đủ, có như là tư tiền tư hiện tư hậu gì, hoặc cái bậc phẩm cúng dường chúng ta nó tịnh thanh, chúng ta cúng dường đến tăng là tốt, không suy nghĩ cái gì. Rồi cái vật thực này về các sư có ăn hay không, là như thế nào cần thiết, cũng như chúng ta cứ cúng dường đi. Rồi còn việc gì đó, nói như vậy không phải chúng ta không hiểu biết, là chúng ta đã cúng dường đến tam bảo, thì sau đó thì khi chúng tôi đi qua bên Thái, chúng tôi cũng hòa nhập vào cái tăng đoàn để mà đi khất thực á, chúng tôi mới đi về. Thì sau khi mà chư tăng bắt đầu thọ thực xong, rồi cái phần nào đó còn dư lại thì giao cho người ta, có một cái đội, tức là nó sẽ lấy những cái phần cơm đó cho những người nghèo khổ hay những người mà làm việc mà họ họ cần phải có những cái thức ăn vừa coi như là trong nó ăn ngay liền chứ không cần phải nấu, thì họ phân phát hết chứ không phải để mà dư thừa, tức là lấy cái phước Phật này cho họ hưởng phước Phật. Nó hay lắm. Như vậy mà chúng ta biết là nuôi dưỡng biết bao nhiêu thời, bao nhiêu đời. Chứ còn thí dụ như chúng ta bước vào, nhiều khi có một buổi lễ, có những thí chủ khởi tâm lên, cảm thấy mất quan hỷ, cảm thấy không vui lòng, cảm thấy như thế này thì nó rất tiếc, rất là ổn. Hay là chúng ta đã làm thì chúng ta cần phải yêu cầu thế này thế kia. Kính thưa quý vị, chúng ta làm, chúng ta đã cúng dường được, đã tới nơi đến chốn, đó chính là đã là tốt đẹp rồi. Chúng ta không cần thiết phải có một cái sự phải lo lắng. Chúng tôi nói tế nhị trong cái đời sống bình nhật mà chúng ta thường gặp. Còn cái việc á, cũng như cái tâm như vậy đó, cũng như là nó có một sự so sánh, nó có một cái sự đánh đổi. Chứ thường thường á, là mình nghĩ á, mình làm á, mình đã sẵn có mà mình làm mà cái tâm mình nó còn khó chịu nữa. Chúng tôi thường nói cái câu này, hiểu biết được nhân quả thì mới tin đó là cái điều thật. Có phước mới được làm phước, vì nghe rồi, có phước mới được làm phước, và làm phước mới có phước. Mình có tiền mà được làm phước, đúng không? Chưa chắc. Tôi có tiền là tôi làm được hết. Chưa chắc đâu. Có đơn giản, không thể nói như vậy. Và người ta nói rằng có những cuộc sống mà người ta nghĩ, có những cái lúc mà người ta nghĩ rằng là bây giờ mình có tiền là mình sẽ không bị khổ sở hết. Chưa chắc. Bây giờ thử cái người có tiền đi, có cái triệu đô la ở trong tài khoản, trong túi, nhưng điều lỡ mà chúng ta đi đâu đó, giữa chừng lúc đó chúng ta mất bớt, mất phí, mất cái số nhà băng của chúng ta. Chúng tôi ví dụ như vậy đi, quý vị tìm đâu ra đâu. Xin lỗi chứ, lúc đó nhờ người ta từng miếng cơm miếng nước, đói quá cũng phải nhờ xin xỏ. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi có tiền tôi không sợ, chứ tôi không bao giờ tôi khổ. Trong cuộc đời này đừng có nói trước, cái đó theo cái phước. Và lúc nó có thể có được thì nó sẽ có, đến khi nó mất nó biến không còn cái gì hết. Biết bao nhiêu người mà Việt Nam gọi là đại gia, tôi sẽ không biết, có như tiền họ, có như là đô la của họ có thể thiêu mình, nó thiêu sống mình từ một cái thân xác này, nó còn xương, nó còn cho không, tiền đô la, nhưng đến khi chết cũng không có hòm trong. Đói bây giờ không có tiền mà mua thuốc uống luôn, không suy nghĩ được những cái tình huống đó. Cái đó do cái nghiệp duyên của mình. Cho nên ở đây chúng tôi nói rằng là có phước mới được làm phước. Rồi bây giờ chúng ta không có tiền, chúng ta muốn làm phước, chúng ta làm điều thiện thôi, không có đơn giản. Mà bởi cho nên cái điều thiện có được một cái điều kiện là chúng ta trân quý. Mà ở đây đối tượng là Phật, bởi cái người thanh niên, cái người làm vườn xuống cái ná này rất là tuyệt vời.
Bây giờ nếu như mình có vua có cho mình thì có chút xíu thôi, một ít đồng tiền. Rồi bây giờ nếu như có sử dụng thì sống có chút xíu thôi, mà lỡ có chết thì chết một kiếp này. Thì cái tinh thần, một cái niềm tin như vậy là những người đã tiền thân, đã có cái tâm, đã có cái thiện tâm, đã có cái hào tâm. Mà đây chính là hào sản, tức là cái tâm luôn tốt, cái tâm luôn luôn có thể buông ra được liền. Chứ thường thường mình làm phước mà tính 3, tính 7, tính 4, tính 2, tính 5 thì cũng là cái điều tính cũng không đến đổi. Nhưng điều mà rồi khi chúng ta làm là nó cũng có một cái quả, nhưng thì cái quả đó nó bị hạn hữu. Thật ra rồi đó, khi mà chúng ta trải qua những cái khổ cảnh rồi, chúng ta biết có thể chúng ta rất là nhiều tiền, nhưng có thể chúng ta cũng trắng tay. Nhiều lần trong cuộc đời quý vị đã trắng tay, và nhiều lần trong cuộc đời quý vị đã quá nhiều tiền. Nhưng ít lần trong cuộc đời quý vị sẽ được phước, mà ít lần trong cuộc đời chúng ta được làm phước, được cúng dường, được ban bố, được cho đi, được xả bỏ, rất ít. Cái điều đó là thật. Cho nên ở đây cái cơ hội chúng ta nó chỉ có ít lần mà làm được cái việc phước, dù lớn dù nhỏ. Cái này nó thành thật với quý vị, chứ đừng nghĩ là một năm tôi cũng làm phước thế này thế kia. Cái tinh thần hiểu như vậy là cũng không phải là làm theo hạn theo kỳ. Mà có điều kiện thì chúng ta không được nhiều thì chúng ta được ít. Cái tâm của mình hãy tập cho, tập buông, tập bỏ. Chúng tôi thường kể hoài cái chuyện mà ví dụ như có một số người ta đi vô, người ta xin. Mà quý vị biết là người ta xin vào ngay cái lúc mà ngay cái giờ chỉ tịnh đó. Tôi cũng gắng đè xuống, gặp các vị khác mới nói, mới không chấp nhận cái điều đó. Người ta lợi dụng như thế này, người ta như thế kia. Tôi nói thật thể không sao, hưởng phước Phật, cho anh hưởng phước Phật chút xíu đi, có chuyện gì. Thì cũng như đó là cũng điều kiện, mình cũng tạo một cái thuận duyên cho họ. Chúng tôi nói vậy không phải là chúng tôi khen chúng tôi, mà chúng tôi phải tập cái đó đó quý vị. Chứ người nào mà xin quý vị xin hoài, quý vị biết kham nhẫn, mình chỉ biết cho thôi, người ta làm cái gì kệ người ta. Chứ mà đừng có nghĩ rằng là làm như vậy là mình tiếp tay, làm như vậy là tội lỗi. Chưa, nói nhân quả không có nói gì được. Bây giờ người ta đang đói, người ta xin thầy ơi cho miếng mì, miếng gạo, miếng cơm gì đi, thì mình ta sẽ mình cho không được, cũng hơi kỳ à. Còn gạo cơm không có ăn hay không là cái chuyện của họ, họ làm gì đó chuyện họ. Nhưng nghe cái cảnh đó đó, bên kia sang quê gác, cái hoàn cảnh, cái tâm hồn đó, họ đang suy nghĩ như vậy, thì chúng ta cứ duyên cảnh đó mà chúng ta làm. Mà đó chính nó nói lên một cái gì, chúng ta tập một cái buông xả, hay là tập một cái ba rà mi nó chỗ đó. Cái hành động mà thí ba rà mi, không nghĩ đến là người đó phải như thế này thế kia, không nghĩ gì hết, mà thấy cái cảnh là chúng ta có thể khởi tâm lên. Cái metta karuna mudita upekkha, hoặc là chúng ta khởi là thí bằng cái tâm không cầu vô tư lự, tuyệt vời, mà quán hỷ với cái tâm đại thiện quán hỷ. Yeah. Cho nên trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, cần lắm những tấm lòng khi chúng ta biết trân quý cái điều kiện hoàn cảnh chúng ta được làm những cái việc thiện, để chúng ta sẽ được an lạc. Bởi vì tất cả rồi muôn việc đều sẽ mấy tất hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng chấm dứt. Nào của cải, sự nghiệp, vợ con, chồng vợ, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, đem theo chỉ là hành trang, việc lành, việc thiện. Bởi con người chỉ là punya nít phá là lô cát minh và tiếp theo anh thì ba miền năng, chỉ có phước lành và điều lành là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở đời sau. Tôi nhớ rõ như vậy. Vậy chúng ta hãy khởi lên những cái đại tâm để chúng ta hộ trì Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo. Tất cả chúng ta là những người
hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng. Tất cả chúng ta là những người dựa công của sức lực, và chúng ta thọ trì, phụng thờ, y giáo trên tinh thần lời Phật dạy, đi tin Phật thì tin trên cái lời dạy của Ngài, và để chúng ta hộ trì là một trong những người hộ pháp và người hộ tăng, để chúng ta sẽ được cái phước lành rất là to lớn. Chúng tôi xin có đôi điều xin trình bày cái câu Phật cú số 68 là như vậy. Nếu có được chia sẻ thích, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hệ cho. Cũng xin cảm niệm đến công đức của Phật tử Tina đã cúng dường mà xuyên qua cái lời của sư Thừa Đức, dạ, cũng vừa chúng tôi nhận được là như là 2 triệu cộng thêm 500 như của cô Nhật Quỳnh nữa, dạ, tất cả là 2,5 triệu trong Việt Nam. Cảm ơn công đức của quý vị, cũng như tất cả chư Phật tử ít nhiều mà xưa nay đã có làm phước cúng dường ở trong đông, thì xin tán thán cái phần công đức của tất cả quý vị vì có niềm tin, vì một cái sự hộ pháp, vì một sự hộ tăng. Xin trân quý cái việc làm này và nguyện cầu tam bảo chứng minh cho tất cả được an lạc, được tấn hóa, và xin kính dân Phật phương lành đến đây để thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên tại chùa Bồ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, cùng tất cả chư linh chư chúng sinh và tại nơi đây, xin tất cả được an lạc, được tấn hóa, và hướng nguyện phần công đức này đến các bậc thầy tổ thân bằng quyến thuộc của chúng tôi và vị đã quá vãng, xin được ân tiên công đức này được phát sanh về cảnh giới an lạc và tu tập, cuối cùng được an lạc, được tấn hóa, được thành tựu, chấm dứt sanh tử khổ đau, và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn biết trân quý điều kiện thiện phước để chúng ta làm, để chúng ta tu tập tốt đẹp ở hôm nay, ở ngày sau, cũng chia cái phần phước này đặc biệt đến Phật tử, vì tôi chưa thấy Phật tử Châu Danh, Châu Phan cũng vừa đã thoát qua một cái cơn bệnh, mà lẽ ra chúng tôi biết Phật tử Châu Phan cũng rất quan hệ ở trong cái việc phước vừa rồi thì đã làm những điều mà không sợ khi đó cận kề bên những cái sự bệnh hoạn của mình, nhưng Phật tử cũng đã thành tâm để hộ tăng hộ pháp rất là nhiều, thì xin tán thán công đức này đến Phật tử Châu Phan, và cũng như Phật tử đã khỏe lại rồi, chúng tôi nghĩ là vậy, thì mong cho Phật tử được nhiều cái điều tốt lành và tiến tu nơi Phật pháp. Thì xin cảm niệm công đức với toàn thể quý vị, rất nhiều tất cả chúng ta hãy thành tâm để chúng ta hộ pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Và cũng xin cảm niệm của Phật tử Hoa Nguyệt để cúng dường, chúng tôi cũng quên, và có Phật tử Hoa Nguyệt để cúng cho chùa Bồ Đức và chùa Quảng Nghiêm. Và xin chia phước đến toàn thể quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, tất cả được an lành, được nghĩ nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 66 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Và tôi sắp bấm mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê của ta sắp bà bùa đà nửa hòa vay na sa đà sa thí phá quanh chú chê. Bà quả tôi sắp bấm mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê của ta sắp bà hàm má nửa hòa vay na sa đà sa thí phá quanh chú chê. Bà quả tôi sắp bấm mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê của ta sắp bà thăng khá nửa hòa vay na sa đà sa thí phá quanh chú chê. Tất cả phương ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thiện nguyện đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức
đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti quý hà ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha quý hà ra măng đa lê thề ra cha mát cha na hoa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha is sa ra sa pa na bu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa răng ba ti cha te sa pe pi lúc khát xa khá ròn tu sẵn khá dân thà tu chi răng xa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sẵn khổ hồ tu xa mắc gồ quá a thà gia cha hi tà gia cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô.